Nga tấn công 118 khu vực trên khắp Ukraine. Tổng thống Putin tham trụ sở điều hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ Ngoại giao Nga, quan chức Israel xác nhận nước này có vũ khí hạt nhân. Hamas khẳng định lệnh ngừng bắn ở giải Gaza phụ thuộc vào Mỹ. Tướng Mỹ cảnh báo người dân ở Gaza có thể gia nhập Hamas nếu xung đột kéo dài. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã tấn công các đơn vị Ukraine và vũ khí, khí tài của đối phương tại 118 khu vực trên khắp Ukraine trong vòng 24 giờ, tính đến hôm 9 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các máy bay tác chiến, chiến thuật và máy bay quân sự, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã giáng những đòn tấn công vào binh lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 118 khu vực. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã cho gia tăng những đợt tấn công nhằm vào các vị trí của Nga trong nỗ lực giành lấy vị trí đổ bộ và đưa vũ khí hạng nặng nhập cuộc. Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu này, nhưng các cuộc đột kích ở bờ đông sông Dnipro cho thấy quân đội Kiev tiến gần đến khả năng mở ra một mặt trận mới ở miền Nam, còn Nga vẫn kiên trì đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới trụ sở quân khu miền Nam Nga, cơ quan đang giám sát chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Đài RT dẫn lời thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov sáng sớm nay mùng 10 tháng 11 cho biết ông Putin đã dừng chân ở Rostov, trên sông Đồng, thuộc vùng Rostov, phía nam Nga, trên đường trở về Moscow sau chuyến thăm Kazakhstan. Theo ông Peskov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã tha tùng ông Putin đi kiểm tra các mẫu thiết bị quân sự mới. Lãnh đạo Điện Kremlin đã có cuộc họp kín với các quan chức quốc phòng và chỉ huy quân đội hàng đầu khác tại trụ sở quân khu miền Nam và nghe báo cáo về diễn tiến của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhiều hãng thông tấn Nga đã đăng tải đoạn video quay cảnh ông Putin đang xuống máy bay và đến thăm Tổng hành dinh chỉ huy chiến dịch ở Rostov trên sông Đông, trước sự chào đón của ông Saigu và ông Gerasimov. Vùng Rostov giáp với khu vực tiền tuyến Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine. Khu vực này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của các lực lượng kỳ ép trong những tháng gần đây. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái UAV Lancet của lực lượng đặc biệt Nga tấn công phá hủy xe bọc thép của Ukraine. Theo video, quân đội Ukraine đã cố gắng che giấu xe bọc thép của nước này trong khu vực rừng cây. Tuy nhiên, quân Nga đã phát hiện ra và cho nổ tung xe bọc thép này bằng UAV Lancet. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga sử dụng rộng rãi UAV nhằm giảm thiểu thiệt hại cho lực lượng của mình và tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của đối phương. UAV tự sát Lancet có khả năng tự phân loại và chọn mục tiêu giá trị nhất trên chiến trường. Người vận hành có thể khoanh vùng hoạt động và đặt mục tiêu ưu tiên cho các UAV tấn công. Toàn bộ quá trình tìm kiếm và lựa chọn mục tiêu tập kích sẽ diễn ra hoàn toàn tự động do UAV Lancet tự quyết định. Giới chức vùng Kuro của Nga đã cáo buộc máy bay không người lái của Ukraine thả bom chùm xuống một nhà máy thực phẩm. Những hình ảnh được quan chức này chia sẻ cho thấy quả bom có thể do phương Tây sản xuất. Ông Roman Starovoy, thống đốc vùng Kura cho hay, vụ tấn công được cho là xảy ra hôm 8 tháng 11 tại một cơ sở sản xuất bơ ở thị trấn Suza, cách biên giới Ukraine chưa đầy 10 km. Thống đốc cho biết, tổng cộng có 3 quả bom chùm được thả xuống địa điểm này, gây ra một số thiệt hại nhưng không có thương vong. Một quả không phát nổ và đang được đội ra phá bom mìn xử lý thống đốc Starovoy đã chia sẻ một số hình ảnh về mảnh vũ khí Suza, bao gồm một quả đạn nhỏ và một mảnh vỏ có chữ SH được viết bằng màu vàng. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này, Kiev đã nhận được đạn chùm từ Mỹ, nhưng cam kết chỉ sử dụng chúng nhắm vào lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine. Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ngân sách cho chính phủ hoạt động trong năm 2024 và phân nửa số này phục vụ cho quốc phòng. Theo Bộ Tài chính Ukraine, khoảng 47 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi cho quốc phòng, tương đương con số năm 2023. Khoản chi cho quốc phòng còn cao hơn tổng chi dành cho giáo dục, phúc lợi xã hội và chăm sóc y tế gộp lại, đồng thời chiếm khoảng 50% ngân sách tổng cộng là 93 tỷ đô la Mỹ. Ukraine hiện chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và các đồng minh phương Tây như Mỹ để duy trì kinh tế trong giai đoạn chiến sự. Kiev cho hay cần đến 41 tỷ đô la Mỹ từ nguồn hỗ trợ bên ngoài cho hoạt động của chính phủ trong năm sau, tương đương số lượng mà IMF dự kiến Ukraine sẽ cần đến trong năm 2023. Bộ Tài chính cho hay Ukraine sẽ có thêm nhiều máy bay không người lái và vũ khí sản xuất nội địa trong thời gian tới. Còn cựu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc chi đến phân nửa ngân sách năm sau cho quốc phòng là nhằm đạt được thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói tuyên bố gần đây của bộ trưởng di sản Israel Amichai Eliyahu xác nhận Tel Aviv sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà Zakharova cho hay trong bối cảnh không chắc chắn về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, những tuyên bố của bộ trưởng di sản Israel Amichai Eliyahu không chỉ xác nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân ở đất Israel mà còn cho thấy nước này sự sẵn sàng xem xét nghiêm túc khả năng sử dụng chúng. Theo bà Maria Zakharova, Nga coi tuyên bố của Bộ trưởng Di sản Israel về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại người dân giải Gaza là khiêu khích và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Nga khẳng định, những tuyên bố như vậy có nghĩa là toàn bộ dân thường ở giải Gaza bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân. Đây có phải là mối đe dọa diệt chủng không? Không thể biện minh cho những tuyên bố như vậy. Trong khi đó, Tờ The Time of Israel ngày 10 tháng 11 dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, kể từ khi xung đột với Hamas bùng nổ, khoảng 9.500 tên lửa và đạn súng cối cũng như hàng chục máy bay không người lái đã bắn vào Israel, chủ yếu từ giải Gaza. Dữ liệu của IDF cho thấy, trong số đó có khoảng 3.000 quả tên lửa và đạn súng cối đã được Hamas bắn chỉ trong 4 giờ đầu tiên, cao hơn mức 2.200 quả được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Theo IDF, Đến nay, 12% tên lửa của Hamas, tương đương khoảng 900 quả, bị hụt tầm và rơi bên trong giải Gaza. Các hệ thống phòng không của IDF gồm vòm sắt Iron Dome tầm ngắn, David Sling và Patriot tầm trung cùng với Arrow tầm xa đã đánh trận thành công 2.000 quả tên lửa bắn vào Israel. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel ngày mùng 10 tháng 11 cho biết, lần đầu tiên, hệ thống phòng không tiên tiến nhất của nước này, Arrow 3, đã đánh chặn thành công một tên lửa đang hướng tới thành phố Eilat ở miền Nam. Trong các vụ đánh trận trước đây, Israel đã sử dụng hệ thống phòng không cũ hơn Arrow 2 để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Houthi từ Yemen và tên lửa tầm xa từ giải Gaza. Một nhân sự cấp cao của lực lượng Hamas hôm 9 tháng 11 đã khẳng định rằng lệnh ngừng bắn ở giải Gaza phụ thuộc vào Mỹ và Washington kiểm soát hoàn toàn cuộc xung đột này. Ông Musa Abu Mazu, thành viên cấp cao của lực lượng Hamas cho biết lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào Mỹ họ là quốc gia chính viện trợ quân sự cho Israel với những chiếc máy bay không người lái của Mỹ đang bay trên bầu trời Gaza và tàu quân sự ở ngoài khơi bờ biển Palestine. Họ hỗ trợ Israel cả về vũ khí và tiền bạc. Họ cũng cung cấp vỏ bọc chính trị cho cuộc chiến này. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều đang chịu áp lực phải ủng hộ Israel. Đó là lý do tại sao lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào Mỹ. Nếu chính quyền Mỹ muốn có một lệnh ngừng bắn thì sẽ có hiệu lệnh ngừng bắn trong khu vực. Ông Mazu cho biết, lực lượng Hamas mong muốn các nước Hồi giáo thực hiện các biện pháp thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng, bao gồm cắt nguồn cung cấp dầu cho Israel. Ông cũng cho hay, Mỹ đang đe dọa các nước trong khu vực để họ không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Charles Quinton Brown cho rằng, Israel cần đưa ra những phương án nhằm kết thúc xung đột với Hamas một cách nhanh chóng. Theo Reuters, trong ngày 9 tháng 11, tướng Brown đã cảnh báo về nguy cơ người dân có thể lựa chọn gia nhập Hamas nếu thương vong tại giải Gaza tiếp tục tăng cao vì xung đột kéo dài. Ông nhận định, nguy cơ là rất lớn và đây là điều mà chúng ta nên lưu tâm tới. Vấn đề là thời gian. Chúng ta càng sớm kết thúc các hoạt động quân sự thì càng giảm bớt nguy cơ xung đột với người dân, những người có thể trở thành thành viên mới của Hamas. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng việc Israel muốn loại bỏ toàn bộ thành viên Hamas là một mục tiêu khá lớn và Ten Aviv nên tập trung vào việc triệt hạ các lãnh đạo của Hamas, bởi phương án này sẽ kết thúc xung đột nhanh chóng hơn. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, các binh sĩ nước này đã kiểm soát một công trình được Hamas dùng làm nơi chế tạo máy bay không người lái UAV ở thành phố Gaza. Đoạn video được IDF công bố trên mạng xã hội X gần đây cho thấy tòa nhà được các tay súng Hamas sử dụng làm giường sản xuất và lắp ráp UAV nằm trong khu dân cư, cách trung tâm thành phố Gaza khoảng 3 km về hướng Tây Bắc. Trong quá trình khám xét công trình, các binh sĩ Israel đã thu được nhiều bộ phận của UAV, linh kiện điện tử và thuốc nổ tại đây. Thông báo của IDF cho hay, trong tòa nhà này, chúng tôi phát hiện nhiều căn hộ được sử dụng làm nơi chứa thiết bị nổ, thuốc nổ và các kế hoạch tác chiến của Hamas. Hiện Hamas chưa bình luận về thông cáo và những hình ảnh được IDF công bố. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy ấn like, subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!